Bây giờ lại chuyển sang Anthony Joshua. Chắc hẳn quyền vương đang rất buồn và quyết tâm tìm lại vinh quang cho mình. Có thể lời khuyên sau đây của Mike Tyson sẽ giúp ích cho Joshua. Mike Tyson đã liên hệ đến trận Errol Spence thua Terence Crawford và khẳng định mọi thứ không có gì là kết thúc cả. Mike nói: "Tất nhiên trận thua của Spence là một nỗi đau, không phải bình thường. Nhưng cậu ấy vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Các võ sĩ ngày nay họ vẫn như vậy. Họ thua một trận đấu rồi lại nản lòng và nói rằng tôi thất bại rồi, tôi không làm được nữa. Bạn không được nản lòng, cuộc sống là như vậy. Trong cuộc sống, bạn sẽ mất bất cứ điều gì. Mất việc, mất mẹ, mất răng, mất tóc. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục tiến về phía trước." Hy vọng Joshua nghe được những chia sẻ này và sớm quay trở lại.